chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay clip là cách nuôi nha. Đơn giản nhất nha các bạn. Đây là đúng 3 tuần rồi các bạn. Mình mới có đúng 3 tuần thôi. Thì lúc này là heo mình sẽ từ 35 đến 45 kg. Có con 50 kg luôn. Thì mình đang trên loại cám này nha các bạn. Mình đang trên cái loại cám này. Đây các bạn, mình đang trên loại cám đây. Mã số là 2241. Dành cho heo 20 đến 50 kg nha các bạn. Dành cho heo 20 đến 50 kg. Cám này heo ăn không bị chảy nha các bạn. Không bị chảy, tiêu chảy. Và cám này hiện bây giờ là đang là 288.000 một bao. Đó. Thì bây giờ mình có 7 con. Mình có 7 con thì mình chăn một cử nó khoảng ít lắm, mình chăn cử khoảng tầm 1 ký tầm ký 2 à. Rồi. Đó, hai cái này là khoảng ký 2. Rồi mình lại mình lấy sắt mì. Đó, mình bỏ sắt mì đó vô tổ mình chăn nha các bạn. Đây là sắt mì nha các bạn, sắt mì nè, bả mì á, gọi là bả mì á cho bò sữa ăn đó. Đó mình trộn vô dưới này. Trời, vậy nó mới no nha các bạn, chứ các bạn chăn mình vẫn không no đâu. Nó phải con trộn khoảng như giá đầy sắt mì nè. Rồi chế nước vô. Rồi các bạn, trong lúc mình tắm mình ngâm nó thước nha các bạn. Mình ngâm nó trước để chút cho nó nở kẹp á. Cái xong mình dậu chuồng xong là mình dậu chuồng xong là mình cho nó ăn là vừa luôn. Giờ bảy con á. Bảy con mình cho ăn nó như đây nè, chút pha nước thêm khoảng ra khoảng thùng rưỡi là nó ăn ngon luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình dậu chuồng. Bây giờ nó tầm khoảng 11 giờ rưỡi trưa rồi. Mình dậu chuồng rồi xong mình ăn luôn. Rồi bây giờ mình tắm heo, tắm trước đi cha. Đó các bạn, chút thấy một chút năng hết nè. Con máng mình á. Ở con máng này dày cái chút năng hết rồi. Không có bỏ miếng nào hết. Đó các bạn thấy năng hết thì kia nó chạy nó dành ở đây nè. Coi nó dành ăn ghê không? Nó dành ăn đi.
chưa được phút 30 giây luôn là nuốt sạch máng luôn nha các bạn. Nuốt. Rồi. Có phút 30 giây xong ăn sạch hết luôn các bạn. Thôi mình kết thúc clip luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.